Cũng giống như nhà văn Thanh Tịnh, mỗi lần hồi ức lại buổi đầu cấp sách đến trường, lòng nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tự trường. Các bạn tân sinh viên lần đầu đặt chân vào giảng đường đại học, lòng cũng háo hức đan xen nhiều cảm xúc miên man. Buổi đầu nhập học với nhiều bỡ ngỡ, các bạn tân sinh viên ở ký túc xá dù chung phòng với 6 đến 8 thành viên khác nhau, nhưng do lạ nước lạ cái, chưa quen được với môi trường đại học nên vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, người thân. Những lúc ấy, các bạn lại tụ tập đàn hát, giao lưu văn nghệ để an ủi nhau, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Tân sinh viên thuê trọ bên ngoài thì đời sống khó khăn hơn, do việc sống tự lập còn khá mới mẻ. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những ngày còn có cơm mẹ nấu, mùng màng ba mua, giờ bước vào môi trường mới với bao điều lạ lẫm, biết khi nào mới hòa nhập và trưởng thành hơn. Với số tiền ít ỏi, gia đình hỗ trợ gần 2 triệu đồng mỗi tháng, Nhật Lệ và Kim Ngân hùn tiền thuê phòng trọ với giá 600.000 đồng một tháng, bảo ban nhau sống đời tân sinh viên. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn trước mắt, hai bạn cũng chia sẻ thời gian tới sẽ xin vào ở ký túc xá để tiết kiệm hơn chi phí. Ra thì có khi là khó khăn, sinh viên thì phải rời xa ba mẹ. Suốt 12 năm được ba mẹ đùm bọc, chở che thì khi mà phải rời xa ba mẹ thì cảm giác rất là trống trải, lạc lõng giữa một môi trường mới mà không hề quen biết một ai cả. Về các vấn đề khác như là vấn đề tài chính hay là các quan hệ xã hội khác thì cũng gây rất là nhiều trở ngại cho sinh viên. Rồi còn bao nhiêu nỗi khó khăn, bao nhiêu nhọc nhằn, thương nhớ cha mẹ tạo từng một nắng hai sương để kiếm từng đồng lẻ gửi con trọ học. Quên sao được cái cảm giác lần đầu bước vào giảng đường đại học rộng thênh thang, hồi hộp, ngỡ ngàng lẫn choáng ngợp. Tưởng chừng khó mà hòa nhập được, nhưng rồi, thời gian nối tiếp thời gian, các bạn tân sinh viên nhanh chóng làm quen với môi trường mới và dần dần coi đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Chào các bạn tân sinh viên, trong những ngày đầu khi bước vào cánh cổng đại học, chắc hẳn các bạn sẽ dần được tiếp xúc với những phương pháp học hoàn toàn mới so với những gì mà các bạn đã học ở phía dưới phổ thông. Với môi trường học mới như thế này thì việc học là quan trọng nhất, vì vậy các bạn phải biết điều chỉnh việc học sao cho phù hợp. Hiện nay chúng tôi đang đứng tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, ngôi trường với quy mô 11 khoa đảm nhiệm công tác đào tạo cùng với các phòng, ban, tổ trực thuộc quản lý. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất khang trang và đầy hiện đại. Cùng nghe chân chúng tôi gặp gỡ các bạn sinh viên, cựu sinh viên để hiểu thêm về ngôi trường này cũng như là phương pháp học đại học các bạn tân sinh viên nhé. Khác với phổ thông, sinh viên đại học hiện nay được đào tạo theo học chế tín chỉ. Tín chỉ là đơn vị để đo lường tiến độ và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận. Để hoàn thành khối lượng kiến thức của một tín chỉ, bạn cần thêm 2 đến 4 giờ chuẩn bị mỗi tuần. Vì vậy, sinh viên cần chủ động tự học, tự nghiên cứu ở nhà. Phóng viên chúng tôi đã tiếp cận một sinh viên đại diện khoa tâm lý giáo dục để hiểu hơn về phương pháp tự học này. Bích Ngọc thân mến, Bích Ngọc có thể chia sẻ gia đình được biết được là phương pháp tự học ở nhà cũng như học ở trên trường của Bích Ngọc như thế nào không? Theo mình thì khi mà bước vào môi trường đại học thì chúng ta tự học là chính. Vì vậy thời gian chúng ta học ở nhà sẽ nhiều hơn thời gian chúng ta học trên lớp. Nên chúng ta cần phải có một thời gian biểu hợp lý, trong đó sẽ liệt kê những việc chúng ta cần làm trong từng tuần, từng tháng, từng năm và cũng có thể là 4 năm học đại học của chúng ta. Và khi lập ra chúng ta cần phải cố gắng thực hiện nó. Bên cạnh đó, trong quá trình học trên lớp, chúng ta cần phải chủ động, tích cực tham gia những hoạt động nhóm cũng như là ghi chép những điều quan trọng trong quá trình học. Nên như vậy thì điều cần thiết nhất khi mà bước vào môi trường đại học đó là chúng ta cần chuẩn bị tâm thế tự học và tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình học ở trường đại học. Vậy, học đại học như thế nào cho hiệu quả? Thông thường, ở buổi đầu tiên của môn học, thầy cô sẽ giới thiệu những tài liệu cần tham khảo cho môn học đó. Bạn cần xác định rõ có bao nhiêu tài liệu liên quan mà môn học này cần tham khảo. Để việc tìm kiếm tài liệu đạt hiệu quả cao, sinh viên cần biết một số kỹ năng chiếm lĩnh tri thức từ sách báo cũng như là từ mạng Internet.
Chào bạn là sinh viên khoa tin, chắc hẳn bạn cũng đã từng biết đến và áp dụng cái phương pháp tìm kiếm thông tin tài liệu trên mạng Internet. Vậy theo bạn, phương pháp này có thực sự đem lại hiệu quả cho chính bản thân mình hay không? Ngoài những tài liệu từ giáo viên cung cấp cho mình thì để học tập tốt hơn nữa thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm những tài liệu từ bên ngoài. Một nguồn tin hiện tại rất phong phú, đó là tìm kiếm trên Internet. Ví dụ như chúng ta phải biết tìm theo từ khóa, hoặc là tìm kiếm theo định dạng file. Facebook chúng ta phải tìm kiếm theo file là chấm đuôi là DOC, phải sell là chấm đuôi XLS. Và nếu như chúng ta tìm kiếm bằng tiếng Việt mà không ra hoặc là không đúng theo những mục đích chúng ta cần, thì chúng ta còn phải tìm kiếm bằng tiếng Anh. Chiếm lĩnh được tài liệu học tập rồi, sinh viên hiện nay còn cần trang bị kỹ năng làm việc nhóm, cũng như hiểu biết cách thức hoạt động nhóm. Vì bước vào giảng đường đại học, luôn đồng nghĩa với việc thường xuyên làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm. Để học nhóm đạt được kết quả tốt, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn sinh viên khoa địa để hiểu thêm về cách thức làm việc theo nhóm. Theo mình nghĩ thì phương pháp học tập theo nhóm là một phương pháp rất quan trọng trong giảng đường đại học. Việc học tập theo nhóm sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc học tập ở trên lớp cũng như là việc làm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên thì thực trạng học nhóm hiện nay thì có một số vấn đề, đó là có một số thành viên thì ôm quá nhiều công việc về mình, và trong khi đó thì có một số thành viên khác thì hầu như không có việc để làm. Vì vậy mình nghĩ rằng để việc học tập theo nhóm thực sự đem lại hiệu quả cao thì trước tiên cần phải có sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong nhóm cùng hợp tác với nhau, và thứ hai là cùng phải có sự bầu ra nhóm trưởng, thư ký cũng như là phân công nhiệm vụ cho mỗi người trong nhóm một cách là hợp lý và khoa học. Và đối với mỗi nhóm thì cũng cần phải xây dựng mục tiêu hoạt động cũng như là có cách thức hoạt động khoa học. Ngoài ra, học đại học không chỉ là học lý thuyết suông, học phải đi đôi với hành, mà trong đó làm việc chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất. Hiện tại, nhà trường có hệ thống các giảng đường, phòng học với hàng trăm phòng khác nhau, có 39 phòng thí nghiệm, 3 phòng giáo trình điện tử, 9 phòng máy tính với hàng trăm máy phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý, thư viện được xây mới và đầy hiện đại. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, tiện nghi, việc thực hành của sinh viên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn với mô hình học trực quan sinh động. Các bạn sẽ được tiếp cận với các thiết bị hiện đại, từ phòng thực hành hóa sinh, từ phòng thực hành máy tính và đặc biệt là tiếp cận với studio hiện đại ngay tại trường. Chào năm học mới với nụ cười thật tươi cùng bao hứng khởi. Chúng ta hãy cùng hoàn thiện bản thân để phát huy năng lực của mình ở môi trường đại học các bạn nhé. Vâng, đúng vậy. Việc đầu tiên là các bạn phải tăng cường tiếp thu các phương pháp cũng như là mô hình học ở nhà trường để giúp cho mình nắm vững hơn những kiến thức ở giảng đường đại học, để luôn cảm thấy hứng khởi. Mỗi khi ai đó hỏi bạn rằng bạn đang làm gì, chắc hẳn bạn sẽ tự hào và trả lời, tôi là sinh viên.